Hello, xin chào quý bà con nha. Hiện tại em Khánh đang đứng tại vườn của anh Hưng ở Cờ Rông Búc. Đây quý bà con có thể quan sát nha. Đây là cây này là cây thứ ba. Cây thứ ba này quý bà con. À, cây thứ ba sầu riêng năm thứ ba mà không biết là bao nhiêu trái. Em Khánh cùng với quý bà con đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. À, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 à, 36 trái quý bà con ạ. Chắc ít hôm nữa tỉa hoặc là nó rụng bớt đi. Chắc để vài trái thôi, chứ để cây này mà để 36, 37 trái này thì năm sau còn cái nịt quý bà con ạ. Năm sau không làm được đâu à. Đừng có thấy là năm nay dùng theo cái quy trình của ông Khánh, nó đậu quá gì là nhiều rồi cứ để đây. Tháng năm sau cây này nó suy nhá quý bà con nhá. Để vài trái ăn chơi thôi à, 4, 5 trái thôi. Đó, trái to để lại 4-5 trái thôi, chứ để 36 trái này để mà giữ được 36 trái thì coi như còn 30 trái đi. Thì cây này còn cái nịt quý bà con ạ. Lưu ý cho anh Khánh, em Khánh nhá, làm để cho nó thuần cây thôi chứ không phải là làm lấy số lượng như này. Chắc là anh Hưng anh đang để đây đi chơi cho vui cho mấy hôm anh tỉa trái đi thôi. À, cảm ơn quý bà con đã xem video này. Bổ cho ông Khánh một quả sẻ nha, chia sẻ dùm ông Khánh nha, chia sẻ để lan tỏa cái giá trị này. Nhiều quý bà con đang loay hoay lúng túng không biết làm sầu riêng thì biết đến em Khánh từ cơ bản cho đến nâng cao nhá quý bà con nhá. Không biết làm em Khánh chỉ cho biết làm, mà các bác biết rồi giỏi rồi thì bổ trợ cùng với em Khánh để lấy những cái sản phẩm của em Khánh tốt hơn để có thể về làm cho vườn nhà mình nó được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con nhá, bye bye.